Xin chào các bạn, video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái thuộc tính position absolute trong CSS. Đây là một trong những cái thuộc tính vô cùng khó và hại não đối với phần lớn những người mới học cho nên cái lời khuyên ban đầu của tôi đó là các bạn nên vừa xem video này và vừa thực hành theo những gì tôi hướng dẫn. Cụ thể thì các bạn có thể truy cập lên trang web codepen.io và các bạn ấn vào cái nút start coding này. Để các bạn bắt đầu thực hành viết code cùng với tôi trong quá trình xem video này. Rồi, ở HTML thì tôi sẽ viết một cái đoạn code như sau. Đầu tiên tôi sẽ viết một cái cặp thẻ div với class là mẹ bầu. Tiếp theo bên trong ở giữa cái cặp thẻ div mẹ bầu này, tôi viết thêm hai cặp thẻ div khác với class lần lượt là con trai và con gái. Rồi bạn có thể tạm hiểu cái đoạn HTML này nó đại loại như là một cái mẹ bầu mang thai một đứa con trai và một đứa con gái. Và bên dưới phần CSS này tôi sẽ cho mẹ bầu một cái border 5 pixel dashed black. Tôi giải thích một chút. Border tạm dịch đó là đường viền. 5 pixel là cái độ dày của cái đường viền là 5 pixel. Dashed là cái kiểu đường viền. Cụ thể dash tạm hiểu đó là kiểu đường viền nét đứt. Black là màu đen, nghĩa là màu của cái đường viền và kết quả các bạn thấy chúng ta được một cái đường viền nét đứt màu đen như thế này. Và tôi thêm cho mẹ bầu một cái chiều dài width 300 pixel như thế này nữa. Và các bạn thấy chúng ta đã được một cái viền dài 300 pixel. Tôi cho mẹ bầu thêm một cái margin top 50 pixel để cho có một cái khoảng cách với bên trên là 50 pixel và một cái margin left là 50 pixel để cho có một cái khoảng cách với bên trái là 50 pixel. Còn con trai thì tôi cho nó một cái background red, tức là màu nền là màu đỏ và tôi cho nó một cái chiều rộng width 200 pixel và một cái chiều cao height 200 pixel. Và các bạn thấy chúng ta đã có một cái ô vuông màu đỏ, đây chính là con trai. Tiếp theo con gái cũng tương tự, tôi cho một cái background green, màu nền là màu xanh lá và chiều rộng width 100 pixel, chiều cao height 100 pixel. Và các bạn thấy chúng ta lại có thêm một cái hình vuông màu xanh lá và các bạn để ý cả hai cái hình vuông này của chúng ta đều đang nằm trong cái đường viền của mẹ bầu cho nên các bạn có thể tạm hình dung đó là mẹ bầu này đang mang thai hai đứa con này ở trong bụng ok vậy là chúng ta đã thiết lập sẵn được những thứ cần thiết để chúng ta có thể tiếp tục học cái thuộc tính position absolute cái thuộc tính này sợ dĩ nó khó hiểu đó, đó là bởi vì nó có quá nhiều ảnh hưởng tới cái giao diện các bạn lập trình và một trong những cái ảnh hưởng đó tôi sẽ nói ngay bây giờ bây giờ cái đứa con gái này tức là cái ô vuông màu xanh lá đấy các bạn. Giả sử tôi cho thêm cái thuộc tính là position absolute. Các bạn thấy kết quả này. Cái ô vuông màu xanh của chúng ta đã rời khỏi đường viền mẹ bầu. Cho nên các bạn có thể hình dung đại loại đó là khi các bạn thêm cái thuộc tính position absolute vô cái đứa con gái. Thì nó giống như là người mẹ đã sinh ra đứa con gái rồi, đã đẻ rồi. Mà đẻ rồi thì cái bụng phải sao các bạn? Nó phải xẹp lại đúng không các bạn? Đẻ rồi thì cái bụng phải xẹp lại. Cho nên các bạn thấy cái kết quả này, cái bụng mẹ đã xẹp bớt so với lúc nãy và bây giờ chỉ còn chứa mỗi thằng con trai màu đỏ thôi. Thành ra nếu bây giờ cái thằng con trai, tôi cũng cho nó thêm cái thuộc tính possession absolute. Thì các bạn đoán thử coi chuyện gì sẽ xảy ra với cái đường viền mẹ bầu này. Chắc chắn các bạn đã đoán ra được đáp án rồi. Các bạn thấy kết quả nó hiện ra luôn đây này. Cái đường viền mẹ bầu tức là cái bụng mẹ đấy, nó đã xẹp lép luôn rồi. Bởi vì đã sinh ra cả đứa con trai với đứa con gái rồi Cho nên là bây giờ chẳng còn cái đứa con nào để mang hết Thành ra sẹp lép rồi Cho nên cái ảnh hưởng đầu tiên khi các bạn thêm thuộc tính position absolute vô Đó là nó sẽ làm cho cái bụng mẹ bị sẹp đi Ok, bây giờ thì tôi sẽ cho cái thằng con trai vô cái bụng mẹ lại Bằng cách xóa cái thuộc tính position absolute của thằng con trai đi Và các bạn thấy thằng con trai đã chui lại cái bụng mẹ và bụng mẹ đã bắt đầu phình ra thêm một chút. Rồi, bây giờ tôi sẽ nói về cái ảnh hưởng thứ hai của cái thuộc tính position absolute này, đó là về cái vấn đề vị trí của nó. Bây giờ giả sử tôi thêm một cái thuộc tính đó là top 100 pixel vô trong cái đứa con gái này. Các bạn thấy cái ô vuông màu xanh lá này của chúng ta nó đã thay đổi vị trí. Cụ thể thì top tạm hiểu đó là phía bên trên cùng cái đỉnh 100 pixel thì các bạn có thể tạm hiểu đó là cái ô vuông màu xanh lá này của chúng ta nó cách phía bên trên cùng này một cái khoảng cách bằng 100 pixel. Bây giờ giả sử các bạn để cho nó là 0 pixel thì cái ô vuông màu xanh lá này của chúng ta sẽ cách phía trên này 0 pixel, tức là nó nằm sát bên trên luôn. Rồi bây giờ tôi thêm một cái thuộc tính khác nữa, đó là left 100 pixel. Left tạm dịch đó là bên trái thì bạn có thể tạm hiểu đó là cái ô vuông màu xanh lá này của chúng ta nó sẽ cách phía bên trái 100 pixel hoặc nếu các bạn cũng để nó là không thì nó sẽ nằm sát bên phía bên trái này luôn như các bạn thấy ở đây mặc định thì cái vị trí của nó sẽ được canh theo cái màn hình hiển thị tuy nhiên thì không có ai dùng cái cách này để canh vị trí theo màn hình hiển thị đâu các bạn rồi bây giờ ở cái đường viền mẹ bầu này tôi sẽ thêm một cái thuộc tính đó là position relative các bạn thấy kết quả này, cái hình vuông màu xanh lá của chúng ta nó đã thay đổi vị trí và hiện tại thì nó đang nằm ở trên góc trên cùng bên trái của cái đường viền mẹ bầu. Đó là bởi vì khi các bạn thêm cái thuộc tính position relative vô trong cái mẹ bầu thì nó sẽ hiểu là bạn muốn canh cái vị trí của cái ô vuông màu xanh lá này theo cái đường viền của mẹ bầu. Cho nên bây giờ ở cái ô vuông màu xanh lá con gái, chúng ta sửa top bằng 50 pixel đi các bạn. Thì các bạn thấy kết quả này nó đã có một cái khoảng cách giữa cái đường viền bên trên của mẹ bầu với cái ô vuông màu xanh lá là khoảng 50 pixel. Rồi chẳng hạn như left các bạn cũng sửa thành 60 pixel đi thì các bạn sẽ thấy nó cũng có một cái khoảng cách với cái đường viền bên trái là 60 pixel. Đấy, thì lúc này đây nó đang canh theo cái đường viền của mẹ bầu. Bởi vì đường viền của mẹ bầu có cái thuộc tính position relative. Rồi, chuẩn bị cho những cái ví dụ lát nữa để các bạn dễ quan sát. Thì cái ô vuông con gái ở đây Tôi sẽ điều chỉnh cho top và left trở về không Để các bạn dễ quan sát Tức là nó sẽ nằm ở cái góc trên cùng bên trái Tóm lại cái ảnh hưởng thứ hai Đó là những thằng có position absolute Sẽ có thể canh vị trí theo những thằng bao ngoài gần nhất của nó Mà có thuộc tính position là relative Ở đây các bạn nhìn lên cái phần HTML Các bạn thấy đây là cái đoạn code con gái Tức là cái ô vuông màu xanh lá của chúng ta đấy còn cái đoạn cốt mở bên trên với lại cái đoạn cốt đóng bên dưới này là cái đoạn cốt mẹ bầu. Các bạn thấy mẹ bầu bao quanh con gái. Cho nên là khi cái cốt con gái có position là absolute và mẹ bầu có position là relative thì cái hình vuông con gái màu xanh lá sẽ có thể canh vị trí theo cái đường viền của mẹ bầu. Và tôi nhắc lại một lần nữa cái ảnh hưởng thứ hai của cái thuộc tính position absolute đó là những thằng có position absolute có thể canh vị trí theo những thằng bao ngoài gần nhất của nó mà có thuộc tính position là relative. Ở đây các bạn lưu ý là tôi có nói cái từ gần nhất nha các bạn. Tức là ví dụ giả sử như bây giờ tôi thêm một cái cốt ông nội bao ngoài cái cốt mẹ bầu như thế này đi ha các bạn. Rồi, ở bên dưới CSS tôi sẽ cho ông nội một cái chiều rộng width 400 pixel và border 5 pixel solid blue. Các bạn thấy ông nội của chúng ta đã có một cái đường viền nét liền màu xanh dương. Solid là loại đường viền nét liền đó các bạn. Rồi, bây giờ giả sử nha, tôi không cho mẹ bầu position relative nữa. Tôi tạm thời tôi xóa position relative của mẹ bầu đi và tôi cho ông nội position relative. Các bạn thấy cái ô vuông màu xanh của chúng ta bây giờ nó đã canh theo ông nội rồi. Bởi vì ông nội có position relative, còn mẹ bầu không có. Nhưng mà giả sử bây giờ tôi vẫn giữ ông nội có relative, nhưng mà tôi cho mẹ bầu có position relative trở lại. Các bạn nghĩ lần này cái ô vuông màu xanh của chúng ta, nó sẽ canh theo người nào? Rõ ràng, nó sẽ canh theo mẹ bầu. Bởi vì mẹ bầu có thuộc tính position relative và bao ngoài gần nó nhất. Nhắc lại thêm một lần cuối nữa, đó là những thằng position absolute sẽ canh vị trí theo những thằng bao ngoài gần nó nhất mà có thuộc tính position là relative. Tôi sẽ bổ sung thêm cái nhận định này một chút nữa bởi vì nó chưa thực sự đầy đủ. Bây giờ giả sử mẹ bầu, tôi đổi cái position relative thành position absolute. Các bạn thấy cái hình vuông màu xanh của chúng ta nó vẫn canh vị trí theo mẹ bầu. Rõ ràng theo cái lý thuyết mà tôi vừa nói thì bây giờ ông nội mới là người có position relative bao ngoài gần nó nhất. Nhưng mà nó lại không canh theo ông nội mà nó vẫn canh theo mẹ bầu Đó là bởi vì cái lý thuyết vừa nãy tôi nói nó chưa thực sự đầy đủ Thực chất đúng hơn là nó sẽ canh vị trí theo những thằng bao ngoài gần nó nhất Mà có position khác static Và ở đây mẹ bầu của chúng ta có position là absolute khác static Cho nên là nó vẫn canh theo mẹ bầu Trừ phi tôi sửa position của mẹ bầu thành static Ví dụ như thế này Thì nó mới canh theo ông nội Đấy, các bạn thấy nó đã canh theo ông nội rồi. Bởi vì mẹ bầu không còn position khác static nữa. Nhân tiện để tôi kiểm tra thử các bạn coi. Lúc nãy khi tôi cho mẹ bầu cái position là absolute. Thì tại sao đường viền ông nội lại trở nên sikawe như thế này? Đấy, tôi hỏi các bạn đấy. Không biết là các bạn còn nhớ không? Và tôi nghĩ là các bạn còn nhớ. Đó là bởi vì khi mẹ bầu có position absolute. Thì mẹ bầu được sinh ra. Cho nên cái bụng của ông nội xẹp lại không còn chứa mẹ bầu nữa thì nó phải xẹp như vậy thôi. Rồi, một cái ảnh hưởng cuối cùng. Giả sử bây giờ ngang hàng với con gái nha. Tôi cho thêm một đứa con nữa đi. Đó là con nuôi đi ha các bạn. Rồi bên dưới CSS tôi sẽ cho con nuôi có chiều rộng width 100 pixel, chiều cao height 100 pixel luôn và background gray là màu xám. Position tôi sẽ cho absolute luôn. Top cũng bằng 0 và left cũng bằng 0 luôn. Giống y chang con gái. Chỉ có khác mỗi cái màu thôi Đó là màu xám Rồi, bây giờ chúng ta nhìn ra kết quả Ủa, có ai thấy con gái tôi đâu không các bạn Con gái tôi biến mất rồi các bạn Thật ra là không phải biến mất đâu các bạn Mà là bị che rồi Bị con nuôi che rồi Đấy. Bởi vì sao các bạn Con nuôi có cùng kích thước với con gái Và cũng nằm ở cái vị trí giống Y chang con gái luôn Cho nên là con nuôi che con gái mất tiêu rồi Bây giờ nếu các bạn muốn con gái Nằm trước con nuôi thì các bạn cần phải lên cái CSS của con gái và các bạn thêm cái thuộc tính đó là Z index với cái giá trị đại loại là một đi ha. Thì các bạn thấy bây giờ con gái đã hiện lên trước con nuôi rồi. Nhưng mà giả sử bây giờ các bạn lại muốn con nuôi hiện lên trước con gái thì các bạn xuống phần con nuôi và các bạn thêm cái thuộc tính Z index với một con số lớn hơn một lúc nãy, chẳng hạn như là hai đi. Thì các bạn thấy con nuôi lại nằm trước con gái. Và cái thuộc tính Z-index này á, nó là để sử dụng cho những cái trường hợp đè nhau như thế này. Cái con số mà các bạn gán cho cái thằng Z-index này á, nó càng lớn thì cái thằng đó sẽ càng nằm bên trên. Ngược lại, nếu con số mà các bạn gán cho Z-index này càng nhỏ thì nó sẽ nằm ở phía bên dưới. Nãy giờ thì tôi đã giải thích khá kỹ về lý thuyết rồi. Còn bây giờ thì tôi sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ để các bạn thấy được cái cách mà cái thuộc tính này nó được áp dụng vô trong cái việc lập trình giao diện nó như thế nào. Giả sử bây giờ các bạn muốn lập trình một cái danh sách phim giống như thế này đi các bạn Thì các bạn để ý cho tôi Ở mỗi bộ phim ở góc phía trên bên phải Nó có một cái nhãn mát Ví dụ như thằng này là nhãn newest Tức là mới nhất Phim mới nhất Còn cái thằng này là nhãn action Tức là phim hành động Và bây giờ tôi sẽ làm ví dụ ứng dụng thuộc tính position absolute Để lập trình ra cái nhãn mát này Trước khi làm thì tôi đính chính một chút Đó là những tấm hình phim mà các bạn thấy ở đây nguồn của nó là từ Netflix nha các bạn. Rồi, bên trên phần HTML này tôi sẽ bắt đầu viết cho nó một cái thẻ div với cái class là card và bên trong này tôi sẽ thêm cho nó một cái tấm hình img với class là thumb. Cái chỗ src này tôi dán luôn cái đường link tấm hình vô. Và các bạn thấy ở bên kết quả, tấm hình của chúng ta hoạt động bình thường. Và bên dưới tấm hình này tôi sẽ thêm cho nó một cái span với class là label tức là nhãn mát đấy các bạn. Và tôi sẽ cho nó một cái nhãn mát đại loại là newest. Và bên dưới phần CSS, tôi cho cái card của chúng ta có chiều rộng width 400 pixel, border 2 pixel, solid màu đen. Các bạn thấy nó đã có cái đường viền màu đen. Và tôi cho thêm border radius 12 pixel. Border radius tạm hiểu đó là bo tròn cái góc. 12 pixel đó là cái mức độ bo tròn bự hay là nhỏ. Cụ thể thì 12 pixel nó sẽ bo được như đây. Đại loại vậy. Còn sum tức là tấm hình của chúng ta, tôi sẽ cho nó chiều rộng width 100%. Tức là nó sẽ có chiều rộng dài bằng với cái card của chúng ta. Tôi cũng cho thêm border radius 12 pixel luôn. Rồi, tiếp tục cái label của chúng ta, tức là cái nhãn mát đấy. Tôi sẽ cho nó background là màu đỏ và padding 12 pixel để cho cái chữ nó đẩy cái nền ra một xíu, nhìn cho nó thuận mắt. Và tôi cũng sẽ cho màu chữ color là màu trắng cho thêm cái font weight 700 để cho cái chữ của chúng ta nó đậm thêm một xíu, cho thêm border radius 12 pixel, bo tròn cái nhãn mát cho nó đẹp một xíu. Và các bạn thấy chúng ta đã có tấm hình cũng như là có cái nhãn mát rồi. Việc tiếp theo của chúng ta cần làm đó là đưa cái nhãn mát lên cái vị trí bên góc trên bên phải của cái tấm hình. Và để làm được chuyện đó chúng ta bắt đầu ứng dụng thuộc tính position absolute. Cái label này tôi sẽ cho thêm cái thuộc tính position absolute vô. Và các bạn thấy cái ảnh hưởng đầu tiên đó là cái đường viền card bao quanh bên ngoài nó đã xẹp bớt đi. Tiếp theo thì tôi sẽ thử thêm cho cái label này cái thuộc tính top bằng 0 để cho nó canh sát bên trên và right bằng 0 để cho nó canh sát bên phải. Right là bên phải đấy. Và các bạn thấy kết quả này nó đang nằm trên cùng bên phải. Và như tôi đã nói ngay cái phần lý thuyết đó là mặc định nó sẽ canh vị trí theo cái màn hình hiển thị cho nên bây giờ nếu các bạn muốn nó canh vị trí theo cái đường viền card bao quanh bên ngoài thì các bạn cần phải lên CSS của thằng card và các bạn thêm cái thuộc tính đó là position relative. Ok, các bạn thấy bây giờ nó đã canh theo cái đường viền card bên ngoài. Tuy nhiên theo cái mẫu ban đầu của chúng ta, cái nhãn mát này nó không nằm sát cái đường viền mà nó có một cái khoảng cách tí xíu so với cái đường viền. Cho nên bây giờ chúng ta cần phải xuống cái label tức là cái nhãn mát của chúng ta và chúng ta sửa lại top chẳng hạn như là 10 pixel đi, right 10 pixel đi. Thì các bạn thấy bây giờ nó đã có một cái khoảng cách nhỏ so với cái đường viền. Ok, vậy là coi như chúng ta đã hoàn thành được cái ví dụ rồi và ứng dụng cái thuộc tính position absolute này. Tôi ra cho các bạn một cái bài tập thử. Các bạn thấy trên màn hình tôi đang có một cái mẫu giao diện nhỏ. Ở trong cái mẫu giao diện này có một cái nút nằm ở cái vị trí đặc biệt. Đó là cái nút copy các bạn hãy ứng dụng thuộc tính position absolute để lập trình ra cái nút copy đó cho tôi. Và đáp án của bài tập này tôi sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả của video này cũng như là cái phần bình luận đầu tiên trên cùng của video. Các bạn hãy xuống đó. Các bạn thấy có một cái đường link đáp án á, bấm vào đó thì các bạn sẽ truy cập vào được cái đáp án của tôi ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.